nội cái 328. Dạ, mấy 8.000 cây à. Xe này nãy là nó bị rung đầu với nó rần đó, khó chịu lắm. Bây giờ xe này mình làm lại với lại hết rung ra đầu với nhẹ xe. Nó lên tới đây nè, à, đứng nè, làm xong là lú đây nè, như lại nó hết rồng luôn, lại gặp đi, hết rung cái đầu luôn. Mọi người cầu liên hệ mình nha. Cái xe này nó hay bị rung đầu á, làm ra là nó nhẹ với nó hết rồng, dặn là có liền nó không bị chờ bị lì như cái nồi diêm nha, này là đảm bảo cho anh em luôn. Làm đi ra Liberty rồi, Lít rồi, Nova 4 với Vario, Exeter, Winner có làm hết rồi. Phải không? Nhẹ, nhẹ hơn đúng không? Nó hơi gầy luôn đó. Nhẹ hơn, nhẹ luôn á. Nhẹ hết rung rồi. Cái bình thường là nó hơi gì gì chật đúng không? Bây giờ dành dấu kiến ra không? Một chỗ một rồi. Nhưng mà nó mình làm xong á, nó rất là nhẹ xe nha anh em. Đi. Cái nồi diêm nó hay lì lì á, khó chịu lắm. Hãy subscribe.